Xin chào tất cả các bạn clip buổi sáng nay nha. Đây, bạn thấy cánh đồng quen thuộc không? Này mấy bạn có bạn comment nói trời cái sông của bạn dài mà bự dữ, này không phải sông nữa bạn. Đây cái ao người ta, cái ruộng người ta nha mấy bạn. Người ta đang cho nước vô, đang ta chụp xạ nè mấy bạn. Không phải cái sông nha. Rồi chào các bạn tâm ơi. Rồi, chào các bạn luôn. Rồi, là nói đầu tiên cho kênh Sông Bắc Sông Hậu TV chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Sáng nay anh em mình tiếp tục đi thăm bãi gắn cả nhà. Hôm gầy sư phụ của em mình là Võ Chí Tâm đó, sư phụ của nó có điện cuộc gọi khẩn cấp lên cho nó là kêu nó xuống lứ nhiều nhiều đi gắn bắt đầu. Đi đây tới Noel là ngưng nha bạn, tại trời mát trời nè. Đây dính. Dính nè. Đây dính bạn ơi. Câu lãi quá. Gian. Lãi nha bạn, lãi này cũng to nha. Này cũng được quá. Đi dài quá dài nè. Cá lớn này đặt rồi, chuột cắn mới thay lại nè. Bởi dưới này hết sạch nổi vậy. Rồi gần bắt nó đi đó. Vậy chiều hổ nấu mình thuộc đi. Quá chấp. Vì sự an toàn là trên hết nên là nghe mình nó nấu liên thuộc các bạn ơi. Chấp quậy quá chấp già. Đây là đồ nghề của anh em mình nha. Cái túi heo đựng gắn, túi này nhỏ mà nó có vỏ nha bạn. Túi ba gang đó. Bữa mà đựng túi gì cũng ngon các bạn ơi. Ừ. Rồi đây thuốc hút nữa, ổ không có. Thuốc hút mà bữa nay chưa có quên tiêm thuốc lưỡi theo dặm. Rồi em mình bắt đầu xử lý con này nha các bạn, con đầu tiên nha. Nãy giờ thăm cũng đâu gần chục tay gì không dính, không có quay cho mấy bạn xem. Dùng mình ở đây thì gắn lãi nhiều lắm nha các bạn, vì Tây Bắc gì đó các bạn, gì đó hay vô Bình Luận rồi đó. Dùng bạn thì thấy gắn vện, hậu vện là dưới gắn cặp nông, cặp nia gì dùng ngoài đó sao thấy gắn độc nhiều. Mà dùng mình đây thì gắn này nhiều nha các bạn, gắn hổ lãi nha. Người ta hay còn gọi là gắn hổ mây nha. Còn gắn nước thì người ta hay gọi là gắn giáo, hổ lửa thôi đó. Để nói không đó. Con này chắc khoảng 3 lần ngoài 4 lần nha anh được. Con này gần gần 4 lần được. Con này đúng rồi. Thế anh được, anh hay đi, anh làm cái đồ móc đó, anh hay đi săn đêm. Em mình nó cũng biết cách làm cái đó nữa mà lu bu quá mấy bạn ơi, không có đi săn đêm theo như cái kiểu anh được nha. Thì mình cũng định là làm đồ nghề rồi đó mấy bạn mà đi không được. Không có thời gian nữa quá trời. Định ra cái clip đó đó. Đi anh em đi gom là đi săn đêm một bữa. Còn hứa với mấy bạn bữa nào đi săn rồi nấu nướng ăn, đem thêm muối ớt, chanh đồ nướng ăn quan giả một bữa mà chưa là dịp làm nữa nè. Quá trời công chuyện. Để công chuyện giản giản lứ đồ xuống đầy đủ ổn định hết đi, anh em mình sẽ ra một cái clip quan giả cho mấy bạn xem. Thầm có như vậy nè, cái lấy mình nướng chấm ớt tại chỗ cho mấy bạn xem luôn. Rồi em mình tiếp tục sửa tay lứ lại để giăng lại nha mấy bạn, giống hệt như cái clip trước vậy thôi. Mình hướng dẫn cho mấy bạn xem đó. Còn bạn nào ở gần gần đây muốn có giao lưu học hỏi gì đó thì cứ đến anh em mình tiếp đãi nồng hậu. Nói chung là anh em mình không có nhậu nha, chỉ bao ăn bao uống thôi chứ không có nhậu nha. Ăn uống chuyện trò đồ vậy nó được chứ anh em mình không có nhậu. Rồi rồi lên đường các bạn ơi, lên đường các bạn ơi. Con đầu tiên nha. Nhỏ vỏ nha các bạn. Quên nữa nó, bạn thấy cái vỏ này rồi. Vỏ năm ngoái mình xách nè các bạn, năm nay mới có dịp để khai đao hết thôi. Rồi, đây là cánh đồng ta chụp rồi chuẩn bị xạ nha các bạn.
Dược này anh em mình có tay nha. Chim hót lưu lo. Giờ này 7 giờ mấy. Cái này tranh thủ đi sớm lên thôi, hóc lắm rồi. Nắng. Nắng lên hóc dính rồi. Ồ, có hàng nữa rồi anh ơi. Quá đã. Còn to nữa rồi. Bánh mì gì vậy? Bánh mì. Ồ, bánh mì này anh ơi. Vô mảnh. Phan phan nè. Gắn căng ếch anh Hàng. Trời, để anh. Ê, gắn gắn ếch các bạn ơi, có khi nào nghe mình tay không bắt nha. Anh Hải đó thì anh Hải bắt. Có, lại anh quay luôn. Bánh mì nha các bạn. Thấy bánh mì đã không? Mà mình tạm dừng máy đây đi, hồi chút xíu nghe mình lại xử lý nha. Để anh coi tình hình ếch đang sao đây. Mình mới chạy về con cò chứ không phải con cò mà mổ ngớt mấy bạn. Ừ. Là vậy trời, mình không gắn chạy qua đây bệnh xỉu rồi. Thôi mình quay lại chủ đề chính các bạn ơi. Ừ, mình xử lý con này cứ gọi mới văng. Trời, mấy bạn thấy đã không? Ừ. Nhà này ống. Có tiền nữa nghe mấy bạn. Mì mới ra lò. Cái này ở đây của mình cái này lên được 150 nghe mấy bạn. Mỗi người 150 gắn lãi cũng 140 đó mấy bạn ơi. Nhắm giá lên này, kỳ hổm có 100, 101 à. Cái này lên giá. Còn này trong đó đi ra đó, người ta phát cỏ đó, mình đón trong đó phát cỏ nó sẽ động, nó nhảy ra ngoài này, đón này gan mà gan ngay chăng tiếng luôn. Con cò mất dịch. Làm chạy nó chết rồi. Tính qua bệnh kiếm hên rồi hả? Hốt hàng mà mấy bạn bắt mấy thứ đó phê đó mấy bạn. Ví dụ như mình đặt lợp đi thì dính nhìn nó không phê bằng mình văn lưới này ha. Rồi văn lưới này ha không phê bằng bắt tay đó mà. Đi mà gặp nó cắn ếch hay gì ha, nó chạy gì nhào chụp đã lắm mấy bạn, phê cảm giác đã lắm. Con này có mấy áng nó mới đường mình bắt gỡ gì mấy bạn, cho hạn chế cái lưới lưới tại ta này cũng ta lưới mới mình. Mới xuống cứ rồi. Xin phụ mình gọi cho mình một cú điện thoại kêu mình xuống lưới nhiều nhiều nghe mấy bạn. Kêu xuống lưới nhiều nhiều đi, gắn sẽ đi mạnh một đằng này nữa là nó sẽ đi ủ đông hết đó. Tranh thủ bắt đợt này. Trời cỡ này quá trời hầm mấy bạn. Hầm nịch. Mới lậu con sạc lưới một mà cũng xíu. Nắng. Còn dính chịu qua. Sao gắn này con gùi nó ít có lợi hơn con gắn lãi hết ta? Nó cũng lợi chứ dễ à. Con hồ hành á, cái mùi nó ấy hơn. Mùi hành của nó tỏ ra. Mùi hành dữ lắm mùi hành. Con này cắt lưới cũng đỡ chứ mấy bạn ơi. Quá cỡ. Quắn một đống lưới. Rồi, ra đó. Ra nghe mấy bạn. Ừ. Vuốt cho đẹp lại mấy bạn ơi, để ra mấy cô bạn hàng chê quá mấy bạn ơi. Đó, cái con anh này nó vàng ươm. To nghe mấy bạn. Con này cỡ 8-9 lạng mấy bạn ơi. Thủ 8 lạng trở lên rồi đó. Vuốt chỉnh lại nè. Thấy gì không? Thấy mấy bạn thấy hiệu quả không? Ta lưới con khúc là từ đây đó có 4 cắt nữa mấy bạn. Mình đang xài lưới cục gì không á. Đây con này là con thứ hai nha mấy bạn. Chạy qua cái con ếch nó cái mệt. Bữa nay giá đây tới cuối cứ về tay dính con, chạy tay dính con là vô nữa nha mấy bạn. Nay nhiều lưới hơn qua. Nhiều lưới mà lưới cũ, luồng cũ, khi mới. Này mình đi luồng cũ hổm gài nè mấy bạn. Luồng mới ngày mai mới tái cử nữa mấy bạn ơi. Cách bữa thăm bữa. Bữa hổm tính văn chỗ đó đó. Văn chỗ đó ngon hơn mà chỗ đó không có thế văn được, quá trời sậy. Đi không có đem dao theo chặt. Cái gì lại móc văn đại đây. Này còn cây này còn chưa sập nổi mà. Rồi, em mình sửa tay lưới lên nha mấy bạn. Quá thì nãy giờ hai con nha. Con
con hổ ngựa, con hổ mây nha. Mây ngựa. Rồi, tiếp tục mình đi thăm tiếp, nào có dính bám mái cho bạn xem. Mình có tay mấy bạn. Quá mệt mấy bạn ơi. Giờ quá đuối rồi. Bữa nay mình xiên mình đó mấy bạn, lội hơi mình mấy đổ mồ hôi nè. Hôm gà trong nhà 6 người bệnh hết năm mà còn mình mệt mấy bạn. Bây giờ tới mình luôn rồi. Lội một chút mà mình mấy nhẹp cho nè. Dịp này người ta lên chúng ta chèm nhãn nha mấy bạn. Đây mình từ xa mấy bạn thấy kìa. Đó. Mình đi gần tới mà tay lớn gì mình thấy chịu không nổi nha mấy bạn. Tôi con gì đây? Bánh mì hay vậy? Bánh mì. Đây nè, mình zoom từ đó. Đó. Đó mấy bạn thấy không? Từ xa mấy bạn thấy nó nằm một đống gì vậy đó. Phê không mấy bạn? Dạ. Đi thăm lớn mà thấy cảnh này phê không đó. Đó mấy bạn thấy tay lớn này được 6 tấc nha mấy bạn. Đó, anh hai chụp hình tay này luôn hả sao? Nó dài hơn tay lớn. Rồi mình tạm dừng đây cái nghe mình xử lý bóng máy nha bạn, xem xử lý nha các bạn. Nó dồn máu. Không còn gỡ ra đi chết tẹo. Trời ơi, con che chiêu cũ hơn các bạn ơi. Con bánh mì nữa anh Phụng ơi. Sáng giờ hai con nha anh Phụng. Ê, chừng đứt lứ, đứt lứ. Không đứt hả? Vậy chị đó, chị đó, chị nó gậy, ở cái gì dịp lên xuống. Chết này mình giải xử nó các bạn ơi. Để lấy cái này. Con bánh mì thứ hai nha các bạn. Trời ơi, trời. Trời nóng lên cái đất luôn. Trời ơi, trời ơi, chạy. Này, bánh mì. Đâu nó bánh mì vậy? Sáng người ta đang nấu bụng, người ta ăn bánh mì coi. Ta ăn bánh mì mày coi. Mì hả các bạn? Thì đã mấy bạn. Gan tay lớn khúc gì lại mình nhìn thấy con rắn nó nằm trời bài đã các bạn. Mà lại tay tay lớn mất tiêu rồi thấy buồn bụng không các bạn. Thấy sưng đầu không các bạn? Con này để lâu là có khả năng chết nha các bạn. Chỉ trên cắt ra chút mẻ hết nè. Bị ngợp á. Có bữa đó con còn hả lại nó tím mịn cho mấy bạn nhớ gắn lãi bữa mình đi Bình An ha. Tím hết trơn vậy đó các bạn, mà để vô vỏ hơi tính. Hơi nó mạnh khù khù. Giải cứu về nó đi. Giải cứu bé Na đi, không phải bé Na. Bé quá chưa bé Na được. Em bé Na. Mấy ảnh là sử dụng bé Na là sử dụng cho từ gắn hổ. Gắn hổ to bé Na. Dùng mình cũng có mà ít lắm mấy bạn ơi, mà năm nay mình không gia chạm nữa các bạn ơi. Mình bắt mấy con hiền không các bạn ơi. Giờ gỡ đây lên tới đó cũng ra không được đâu, cắt bỏ đi, quyết định. Cái đậu bự quá. Gỡ ra cái này mềm ghe ha mấy bạn thấy không nè. Hiền dữ ha, nãy làm bập bập. Cho chừng nó giả xỉu rồi đó. Giả là mưa đó rồi xíu rồi xíu rồi xíu rồi mấy bạn ơi, xíu lắm, xuống đất được xíu lắm ở đây chứ không phải như dùng trên mấy bạn mà đồi đồ nó chạy không được nghe bạn, ở đây nó chuột xuống mương là mình bắt không được nghe các bạn, nó mà chuột xuống mương là xong đó mấy bạn ơi, vuốt vuốt cho đẹp trai rồi coi lên kiếm đường giọt, kiếm đường giọt rồi con thứ hai các bạn ơi, con thứ ba. Hai con bánh mì quên còn con hổ lái nữa. Lái nữa ba con. Mới tới đây thấy cũng đỡ nữa nghe các bạn. Mới tới đây mà ba con thấy ngon rồi. Nãy khu vực kia xỉu đó hay không? Giả bộ hay không? Xẹp xuống từ từ rồi nè. Để nó giả bộ nó làm màu nó xỉu luôn rồi. Chặt vô này anh chạy liền nè. Vô anh gặp đồng bọn anh phóng liền. Em mấy bạn ơi, ơi ha. Dần éo luôn anh Phụng ơi. Rồi, hy vọng là mấy bạn fan hâm mộ của anh Phụng như mấy anh kinh lớn gì ủng hộ anh em mình để có thêm động lực làm những video tiếp theo nữa nha. Tháng này đi thăm bẫy cũng vất vả quá các bạn ơi. Nắng quá. Rồi em mình sửa tay lưới lại dân tiếp đi có dính bấm máy cho các bạn xem nha, cũng hơn hơn nửa đường rồi nha các bạn, hơn nửa đường một luồng thôi. Còn một luồng nữa. Ok
cầu này mình có văn máy tay mấy bạn ơi. Quay máy trái băng cầu cho mấy bạn xem hai đó, mấy bạn nhớ bạn cầu này không? Mình có quay cảnh máy trái băng cầu cho mấy bạn thấy không? Đó, đây mình có ba tay dí con hổ ngựa nè mấy bạn. Đợt rồi cũng dính được hai ba tử, dính hai ba con gì đó bạn. Có lần nó bị thủng lưới quay cho mấy bạn xem đó. Đang ta đang xịt thuốc. Đang xịt thuốc các bạn. Đang dính nha. Dính một con gắn lãi có trứng. Ôi ôi. Đợt rồi tay này thủng nha. Tay này đợt rồi nó quậy banh chân mà nó thủng lưới nha. Trời má luôn kìa. Này có trứng. Con này có trứng nha các bạn. Ta đang xịt thuốc các bạn. Đang xịt thuốc. Sống nha mấy bạn. Có cái anh bạn cầu nó quen rồi, không có ngồi nói chuyện. Nó cứ vô văn đi. Mới bạn đây còn có một chủ nhà, còn bên đó anh mua rồi. Nên nó kêu có văn cứ văn đi. Hay kiếm chỗ dặn thiệt. Được rồi em đem đi, không có đem lưới theo. Chứ này có đem hàng số. Tay này ra rồi sảy nè. Nè em thấy da nó còn tới giờ nè. Nó nghĩ quậy cái ghê. Thủng lưới rồi. Rồi em mình xử lý nha các bạn. Con này có trứng rồi. Con này mà để đi chơi mà để đi chảy nghe chừng đẻ ra nên giục nữa. Chữa có chữa cũng có được à. Ngồi lứ đó. Nặng nặng hồi đẻ luôn nó ghê quá. Để mình đỡ đẻ nó nữa thôi bạn. Chứ con này quá trời. Cá cắt này banh ta lứ luôn. Ta lứ này ta lứ mới nữa. Ừ ngửa cái lây rồi hả cắt. Ngược lại lâu lắm. Dữ lắm cái nồi nướng này. Nhủi vô nữa rồi. Nó quậy như kim tưởng đi nè. Nguồn lưới quá chở nguồn lưới rồi. Cắt này cũng hư hết tờ lưới. Tay này là rồi sảy nữa rồi hả? Tay này thủng lưới không biết người ta gỡ hay sảy chuyện đó thì không biết. Thủng lỗ luôn. Quá cỡ trứng mấy bạn thấy không? Biết cái đầm dính. Dính được như trứng. Con này con thứ tư nha các bạn. Cỡ này tiếp tục trúng nữa đó bạn ơi. Từ đây trở lên chắc mình trúng lại gai hoài quá các bạn. Trời 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 trời. Trời. Túi nhẹ các bạn. Mới qua tay đầu tiên hay chưa? Được, còn hai tay. Còn hai tay nữa nha. Nhân vào này ba tay, ngoài đó tay là bốn tay đó, đầu ngoài đó. Chống qua dính chắc người ta cũng ăn quá mà lỡ văng rồi giờ không để cuốn, để đại. Mệt thế ngon quá. Thế bắt à. Lại nữa. Rồi, đây quá nó giỡn rồi. Văng rồi. Rồi, em mình tiếp tục xử lý vô lại nha bạn. Đây là bà mang cầu của người ta đó, có chủ thì đó ông đang xịt thuốc. Đây cũng đang xịt thuốc luôn nha mấy bạn. Đang xịt đang đẹp luôn. Dùm gần lại cho bạn xem có người đang đó. Con mình đang xịt thuốc. Rồi đi thăm tiếp nha mấy bạn. Hết lứa mấy bạn ơi. Bạn thấy chưa? Chú mèo quen thuộc không? Ai lên vuốt rồi đó. Đây, rồi thành quả mình bữa nay đương nhiên nha các bạn. Rồi chào cả nhà luôn thôi. Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay thành quả như được như các bạn ơi, cũng trúng nữa nha các bạn. Bốn em nha các bạn. Bốn em. Hai lãi hai ngựa. Rồi, nghe mình lên rước rồi. Rồi. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo cả nhà. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn cả nhà ở cái video sau nha. Quá đuối nha cả nhà.